Kính thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các nước trên thế giới dự đoán dịch COVID-19 từ nay và cả năm 2022 vẫn có khả năng diễn biến phức tạp. Các nước dự báo tới đây có thể sẽ xuất hiện biến chủng mới, nên các nước đã điều chỉnh chiến lược thích ứng với tình hình dịch hiện nay. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra thông điệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Một số tỉnh, thành phố phía Nam đã triển khai cách ly y tế F0 không triệu chứng và F1 tại nhà. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã có văn bản triển khai hướng dẫn cách ly các trường hợp tiếp xúc gần, tức là F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 5599 ngày 14 tháng 7 năm 2021. Để quý vị có thêm thông tin về nội dung trên, chương trình đã kết nối với bác sĩ Vũ Hoàng Quân, bác sĩ chuyên khoa 1 truyền nhiễm, nguyên bác sĩ quân y quân khu 7, hiện làm việc ở phòng khám đa khoa Medic Sài Gòn, và bác sĩ đã dành cho chương trình cuộc phỏng vấn xung quanh vấn đề vừa nêu. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, đối tượng F1 nào theo quy định thì sẽ được cách ly y tế tại nhà? F1 ấy, thì nó có F1 nguy cơ cao và F1 ít nguy cơ cao hơn. F1 nguy cơ cao thì là cái người mà tiếp xúc rất là gần và thời gian rất là lâu và nhiều lần, và đặc biệt là không đeo khẩu trang cùng với F0. Đấy là cái nhóm nguy cơ cao F1. Còn nhóm nguy cơ ít, nhóm ít nguy cơ cao hơn ấy, thì là cũng có tiếp xúc vui chơi đó, sinh hoạt cùng với F0, nhưng mà không ở cùng trong một cái phòng cùng với F0. Là đối tượng F1 nó có 3 đối tượng thế này, tức là F1 không có nguy cơ cao, tức là ít nguy cơ cao như nãy tôi vừa phân tích đó. Cái thứ hai là cái người từ vùng dịch về, thế cái người đó là cái người mà được tiêm 2 mũi vaccine phòng ngừa COVID, và thứ hai cái mũi thứ hai là sau 14 ngày và xét nghiệm cái PCR về COVID thì âm tính trong 72 tiếng. Cái đối tượng thứ ba cách ly tại nhà là đang cách ly tập trung được 7 ngày rồi, nhưng mà xét nghiệm thì là PCR thì lại âm tính, thì cũng được cách ly tại nhà. Cái F1 mà có nguy cơ cao thì bắt buộc phải cách ly nơi tập trung. Tại vì sao? Tại vì nếu mà để F1 nguy cơ cao như vậy mà cách ly tại nhà thì là cái nguy cơ xuất hiện ổ dịch mới ở cộng đồng là rất là cao, tại vì chúng ta không kiểm soát được. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì khi cách ly F1 tại nhà thì cần những cái điều kiện cơ sở vật chất như thế nào ạ? Thì thứ nhất là cái cơ sở vật chất ấy, thì phải đảm bảo phải có nhà riêng, hoặc là căn hộ, chung cư hoặc là khu tập thể đấy. Trong nhà là phải có phòng cách ly khép kín, tách biệt, chúng ta phải hiểu cái từ tách biệt với cái khu sinh hoạt chung. Trước cửa nhà cách ly của chúng ta là phải có cái biển mà lên đỏ chữ vàng, tức là cái biển này nó có tên là địa điểm cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19, và có một cái thùng là màu vàng và lót cái túi đựng màu vàng. Còn cái trước cửa phòng cách ly của mình ấy, thì nó phải có một cái bàn người chăm sóc F1 ấy, là người ta tiếp tế những cái nhu yếu phẩm cần thiết, như đồ ăn, các cái phương tiện sinh hoạt, rồi nước uống cho cái người bị cách ly. Trong phòng cách ly thì cũng phải có 2 cái thùng, một cái thùng màu vàng và một thùng màu xanh. Thùng màu vàng và xanh này cũng phải đều có nắp đậy. Trong cái nhà phòng cách ly phải có nhà vệ sinh riêng, và phải riêng thì có bồn tắm này, có thau chậu này, rồi cái dụng cụ vệ sinh khử khuẩn, các cái vật dụng lau chùi, phải có nhiệt độ, nhiệt kế để đo nhiệt độ. Rồi cái phòng cách ly này thì chúng ta tốt nhất là dùng cái máy lạnh thông thường chứ không dùng cái máy lạnh trung tâm. Tốt nhất là dùng cái gió tự nhiên, mở cửa sổ thường xuyên. Tại vì cái virus để nó tống ra. Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì khi thực hiện cách ly y tế tại nhà thì F1 cần phải chuẩn bị cho mình những cái loại thuốc, những thiết bị nào để người cách ly có thể tự theo dõi sức khỏe ạ?
Với tờ y tế thì chúng ta cách ly tại nhà chúng ta nên có cái nhiệt kế. Nhiệt kế này, nhiệt kế thủy ngân hoặc nhiệt kế ấy cũng được. Cái thứ hai là có cái SpO2. Cái này SpO2 người ta thường đo ở ngón tay á. Cái thứ ba là nếu có điều kiện nữa thì anh mua được cái huyết áp. Huyết áp này là huyết áp tự động đó. Đó. Đấy là cái dụng cụ. Còn cái thuốc men ấy, mà chúng ta chỉ cần những cái thuốc thông thường, thiêu như là paracetamol chẳng hạn, thuốc hạ sốt. Thuốc này khi chúng ta sốt trên 38 độ 5 thì chúng ta có thể dùng 4 lần một ngày, cách nhau 46 tiếng một lần. Đối với trẻ em chúng ta dùng từ 10 đến 15mg trên các phần nặng một lần. Cái thứ hai là thuốc cổ, thuốc tăng cái sức đề kháng, thuốc vitamin nhóm B, nhóm C tăng cái sức đề kháng. Đó. Cái thứ ba là chúng ta phải có cái nước súc miệng, vệ sinh răng miệng. Rồi cái vấn đề cái dinh dưỡng đó, dinh dưỡng phải rất là quan trọng. Chúng ta uống nhiều nước, ăn nhiều các cái chất có xơ, có chất đạm. Về vấn đề tập thể dục, vận động nó vừa phải phù hợp theo cái sức khỏe của mỗi người, tập thở. Mỗi lần tập ấy, chúng ta tập 15 phút ngày có thể 3 lần tập thở, tập vận động ở trong cái điều kiện cho phép. Xin cảm ơn bác sĩ.